Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Nói về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này, bác lưu ý: kiểm tra khéo, về sau khuyết điểm nhất định bớt đi. Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng là giải pháp quan trọng đảm bảo cho sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực. Lễ đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Một bầu không khí tươi mới, lạc quan mà mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương này cảm nhận rất rõ. Gần 2 năm trước đây, Xuân Lâm là điểm nóng của huyện với những sai phạm nảy sinh trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Nhiều cán bộ chủ chốt tại đây đã phải nhận các hình thức kỷ luật cao nhất như cách chức, khai trừ khỏi đảng do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, chuyên môn hạn chế. Ngay khi sự việc được phát hiện, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Nam Đàn đã tiến hành kiểm tra, xử lý vụ việc kịp thời. Một bộ máy mới được thay thế. Trong đó, đồng chí bí thư đảng ủy xã được luân chuyển từ huyện về. Tất cả được kỳ vọng sẽ tạo ra một chuyển biến mới, sức bật mới cho địa phương. Đơn vị 11 chúng tôi thì cũng có một đảng viên là cũng đã nằm trong cái chính quyền, lãnh đạo của chính quyền và cũng đã có những cái vi phạm. Sau cái xử lý rồi thì đồng chí về sinh hoạt chi bộ cũng một là cảm thấy cái thanh thản, thứ hai là cũng hợp tác với cấp ủy chi bộ trong cái công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thì tôi thấy là cái công tác kiểm tra đảng là rất hiệu quả và thiết thực, có cái tác động mạnh mẽ trong các cái phong trào. Chúng tôi bây giờ thấy rằng là xem đó là một bài học quan trọng để từ năm 2017 lại nấy thì đảng ủy luôn luôn quan tâm cái công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy để làm như thế nào mà không xảy ra những cái sai phạm đáng tiếc như thời gian trước đây. Đồng thời cùng với cái việc chỉ thực hiện tổ công tác kiểm tra giám sát thì thực hiện tốt công tác củng cố tổ chức đội ngũ cán bộ và xây dựng các cái tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ và được nhân dân là đồng tình hưởng ứng tích cực. Cùng với việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tại đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã có sự đổi mới, từng bước đi vào nề nếp, số lượng và chất lượng. Trong hơn 2 năm tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 500 tổ chức đảng, gần 800 đảng viên. Trong đó có 380 cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra cấp dưới đã tiến hành kiểm tra 1.300 tổ chức đảng và 2.000 đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 873 tổ chức đảng và 1.562 đảng viên vi phạm. Thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng, 304 đảng viên. Công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong tỉnh mới. Những cái kết luận của thanh tra, kiểm toán của các cái đoàn giám sát đó, là lâu nay thì về việc thực thi thì chủ yếu nằm ở tại cái đơn vị mà được kiểm tra. Chứ cấp ủy chính quyền thì gần như chưa được quan tâm và chưa có cái thông tin về nội dung này. Thì khi đoàn kiểm tra giám sát đó, thì phát hiện và giao lại hoặc là trực tiếp chỉ đạo để thực thi. Đấy, những cái cán bộ mà vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tiến hành xử lý kỷ luật. Để không có thì không có một ai, bất kỳ một ai đứng ngoài cái vòng pháp luật. Đấy, và việc thu hồi xử lý các cái thất thoát, các cái sai phạm là thực hiện nghiêm. Tạo được chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian qua, giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề được Ủy ban Kiểm tra các cấp chú trọng tăng cường. Thông qua giám sát đã chỉ rõ các thiếu sót, khuyết điểm,
kiến nghị tổ chức đảng và đảng viên sửa chữa kịp thời và chỉ đạo tốt hơn. Nhiều tổ chức đảng địa phương đã có cách làm hay sáng tạo, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại vướng mắc từ cơ sở. Tại Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu, chương trình kiểm tra giám sát cấp ủy đặc biệt chú trọng vào một số lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản, kiểm tra quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng. Công tác kiểm tra giám sát cũng sẽ tập trung đối với những đơn vị có nguy cơ cao về dấu hiệu vi phạm. Về cái tăng cường bám nắm cơ sở, thực ra nó khác với kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đó là phát hiện được nhanh, ngăn ngừa và nhắc nhở kịp thời những thiếu sót ở cơ sở. Đồng thời cũng tăng cái trách nhiệm của cán bộ cơ sở, cán bộ huyện về cơ sở. Việc thứ hai, tức là khi mà phát hiện sai phạm rồi thì cấp trên, cấp huyện cùng kịp thời để mà nắm bắt tình hình, không để là bị động. Qua phân công cán bộ bám nắm địa bàn, kiểm tra quy chế làm việc của Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020, nhận thấy dấu hiệu cầm chừng, thiếu hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động của bộ máy tại xã Quỳnh Thạch, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Quỳnh Lưu ngay sau đó đã tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy và phát hiện một số sai phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý đất nông nghiệp, thu chi tài chính tại đây. Vi phạm được chỉ ra và xử lý ngay từ đầu, lãnh đạo địa phương cũng nhận rõ khuyết điểm và sửa chữa kịp thời nên không gây hậu quả đáng tiếc. Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo khắc phục những cái khó khăn, nhất là vai trò của cấp ủy là người đứng đầu. Và trong cái nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã giao trách nhiệm cho từng đồng chí phải khắc phục thực hiện trong cái công tác này. Cho nên đến nay thì cái việc quản lý đất đai chúng tôi là rất chặt chẽ. Còn tại Đảng bộ thành phố Vinh, tổ chức cơ sở đảng được ghi nhận kiên quyết trong xử lý cán bộ đảng viên vi phạm. Nhiều sai phạm của cán bộ đảng viên tại địa phương được phát hiện xử lý kịp thời, tạo sự đồng tình trong dư luận. Vụ việc xảy ra tại Hợp tác xã Vĩnh Nam, phường Cửa Nam là một ví dụ. Xuất phát từ quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển đô thị, 12 hộ dân là thành viên Hợp tác xã Vĩnh Nam đã lập hồ sơ khống để nhận số tiền bồi thường gần 3 tỷ đồng. Sự việc trót lọt khi có sự tiếp tay của một số cá nhân, nguyên là cán bộ Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam và Hợp tác xã Vĩnh Nam. Chúng tôi rất đồng tình trong cái chuyện xử lý quyết tâm của Đảng ủy, của sự chỉ đạo của cấp trên. Cái thứ hai là qua cái sai phạm này thì chúng tôi thấy cũng rất xót xa, nó lây nổi ra trong cái chi bộ chúng tôi, và thông qua cái chuyện này thì thấy rằng là cái quan điểm của nhân dân cũng thấy rằng là sự việc đã được đưa ra ánh sáng, cũng đã được xử lý nghiêm túc và đã có cái bài học răn đe, không những xử lý cho những cả cái đồng chí đảng viên mà được thực hiện sai phạm đấy. Với phương châm phòng ngừa tốt thì vi phạm sẽ giảm, công tác kiểm tra giám sát thời gian qua đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Vinh thực hiện theo hướng chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn, đưa các đề án trọng điểm vào kiểm tra giám sát. Theo đó, sai phạm không chỉ được phát hiện xử lý kịp thời mà còn giúp ngăn ngừa một cách tích cực. Qua kiểm tra giám sát thì chúng tôi thấy rằng là tăng cường kiểm tra giám sát thì cái tiến độ thực hiện các cái nhiệm vụ được đẩy lên. Thứ hai là vai trò trách nhiệm cấp ủy đảng các cấp và trách nhiệm của đảng viên được phân công lĩnh vực là thực hiện một cách tốt hơn. Thứ ba nữa là các cái vi phạm, các cái sai sót, đặc biệt là các cái sai sót thì được chấn chỉnh ngay và phát hiện một cách kịp thời. Một trong những dấu ấn quan trọng công tác kiểm tra giám sát đạt được trong thời gian qua phải kể đến việc giám sát thực hiện hiệu quả chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác xử lý sau kiểm tra thanh tra. Qua kiểm tra giám sát, việc thực hiện đã đôn đốc, giám sát và yêu cầu các tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Việc rà soát sau xử lý kiểm tra, thanh tra để có biện pháp chỉ đạo xử lý đã trở thành hoạt động thường xuyên của nhiều cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Hiệu quả rõ nhất được thể hiện thông qua việc thu hồi kịp thời, hạn chế thấp nhất thất thoát ngân sách nhà nước, hạn chế số cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật và các quy định của đảng nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra thanh tra.
qua công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật ấy, thì chúng tôi thấy rằng là việc kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật này được sự đồng thuận từ trong quần chúng nhân dân cho đến các cái tổ chức đảng nơi vi phạm và đến những cái đảng viên vi phạm. Sau kết luận của các đoàn kiểm tra thì phải nói rằng là nội bộ đoàn kết hơn nhiều và nội bộ hiểu và chia sẻ và xác định đúng cái vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng gắn với cái việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 thì đã khắc phục rất là nhiều. Và cái việc khắc phục này về tầng đến chi bộ nông thôn, phải nói đây là cái mặt trận rất âm thầm, nhưng mà cái kết quả lại góp phần rất to lớn trong cái công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng và góp phần quan trọng trong cái việc hoàn thành các cái mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đã đề ra. Cùng với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát giữ một vị trí vai trò quan trọng trong xây dựng chỉnh đốn đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tiếp tục xác định, kiểm tra giám sát là nhóm giải pháp quan trọng để ngăn ngừa, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Điều này cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới cần nâng tầm hơn nữa để phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả. Với quan điểm xuyên suốt, phòng ngừa là chủ đạo, chống sai phạm phải kiên quyết, tạo đột phá, đổi mới trong hoạt động điều hành, nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đảng. Những kết quả nổi bật trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh đã góp phần từng bước xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có năng lực, trình độ, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.